Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: Bây giờ thầy nói rõ chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự. Và thầy không cần phải có ai hỏi thầy. Vì thế chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã. Và thầy có độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu. Vì Chúa Cha ở với thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em, vào một đêm thứ bảy tuần thánh ở trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã, tự nhiên có một cô gái, cô đứng lên và trong cái bầu không khí rất là nặng nề của cái trại tù, không có ai để nói to, rồi mọi cái nó rất là nặng nề. Thế thì tự nhiên có cô này, cô đứng lên, cô nói với một người bên cạnh là: mai là lễ phục sinh, mai là lễ phục sinh. Xong cô không cầm lòng nữa, cô hô Alleluia, Chúa đã sống lại. Thế là cả cái trại người ta hô lên Alleluia, Chúa đã sống lại. Thế là những người cảnh sát họ chạy đến, họ mới điều tra ai là cái người đã nói câu đầu tiên. Thế là người ta phai đao lại cái cô bé đấy. Người ta vào, người ta bắt cô đi ra. Và một tuần sau trả cô trở về thì người xanh xao, cô gần chết đấy. Bởi vì trong suốt cái tuần đấy người ta để vào trong cái phòng lạnh mà không có máy sưởi, rồi không có cho ăn, không có cho nước uống. Đến khi cô gần chết người ta thả ra. Đến khi ra thì các bạn tù mới nói là ở trong đấy người ta hành hung như vậy mà cô cứ thấy tươi cười là như thế nào. Bảo niềm vui của tôi nhất trong cái tuần vừa rồi là vui nhất ở trong đời, bởi vì tôi có một cơ hội để làm chứng cho Chúa phục sinh, để làm chứng cho Chúa phục sinh. Và cô ta luôn luôn hát những cái ngày đấy, không có thể nói được câu gì, trên môi miệng cô cứ Alleluia, Chúa đã phục sinh, Alleluia, Chúa đã phục sinh, làm vui cho cả luôn những cái bạn tù của cô đấy và những cái người cảnh sát viên. Cuối cùng người ta cũng chả làm được cái gì cô. Một vài ba ngày sau thì cô ta chết. Cô ta tuyên xưng cái niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh, mà chúng ta rất hiếm có cái cơ hội như cô đấy để tuyên xưng Chúa Giêsu phục sinh. Cái lời mà chúng ta tuyên xưng ở trong thánh lễ đấy, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến, nó vô cùng quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Cái lời tuyên xưng đấy không có cái cơ hội tốt như cái cô ở trong cái câu chuyện có thật mà chúng ta vừa mới nghe, hoặc là như các thánh tử đạo tuyên xưng đức tin. Nhưng mà mỗi một lần chúng ta đến, chúng ta tham dự thánh lễ vào cái giờ này ở ngày ta thánh đường, đơn sơ của chúng ta như thế này thôi, nhưng lúc đấy chúng ta đang tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào đấng phục sinh. Chúng ta đang loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Và khi chúng ta tuyên xưng như vậy, có thể là cuộc đời của chúng ta bây giờ đang là bình an, nhưng mà trong những lúc bình an như thế này, chúng ta vượt qua được cái sự yếu đuối của con người, sự lười biếng của con người, để chúng ta đi lễ, đi ngang qua những phố phường. Và có thể có những người suốt đêm họ đi chơi, bây giờ họ đang mệt mỏi rã rời về cái trận chơi rồi nhậu nhẹt cả đêm, người ta ngủ. Chúng ta đi ngang qua giữa những cái khách sạn ở ngay cái tại cái thành phố này, như là một cái lời âm thầm chúng ta tuyên xưng. Nhưng mà khi chúng ta tập luyện như vậy, mai kia biết đâu được có cái cơ hội khó khăn ở trong cuộc sống, chúng ta vẫn tuyên xưng và Chúa phục sinh, như là bài tin mừng của chúng ta vừa mới nghe hôm nay. Chúng ta vừa mới nghe trong cái bối cảnh mà Chúa loan báo cái cuộc khổ nạn, và các tín hữu của Chúa dọc dài trong biết bao nhiêu thế kỷ của giáo hội bị bắt hại,
nhưng họ vẫn tuyên xưng. Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Đó là công việc quan trọng nhất ở trong đời sống Kitô hữu của chúng ta.